Tám mũi trinh sát bí mật vây tù nhân bị truy nã trốn trong rừng ở Lào Cai. Hơn 150 cảnh sát chia thành 8 mũi bí mật vây ráp trên đường thuộc xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, Lào Cai để tập kích, bắt giữ tù nhân bỏ trốn Triệu Văn Tài. Ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021, Triệu Văn Tài, sinh năm 1978, trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, bị Bộ Công an truy nã với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành án phạt hơn 12 năm tù về tội danh trộm cắp tài sản. Tài được xác định là đối tượng liều lĩnh, manh động thời điểm trốn khỏi trại giam hồng ca bộ công an đặt tại huyện trấn yên tỉnh yên bái tài mang theo hung khí với ý định nếu gặp lực lượng chức năng sẽ chống trả sau hơn 4 tháng lẩn trốn rạng sáng ngày 11 tháng 8, tài bị lực lượng công an tỉnh lào cai phối hợp với công an trại giam hồng ca bắt giữ khi đang lẩn trốn trên đường thuộc thôn thẩm pha xã sơn thủy nguồn tin của việt nam cho biết để bắt giữ được triệu văn tài lực lượng công an đã lần theo từng manh mối dấu vết để truy bắt hành trình hơn 4 tháng tài liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn thuộc tỉnh lào cai khiến việc truy bắt của lực lượng công an thêm khó khăn qua tài liệu trinh sát xác định, sau khi bỏ trốn, tài trở về địa phương ẩn náu trên các cánh rừng già. Tin về việc có đối tượng trốn truy nã khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng. Đến khoảng giữa tháng 5 năm 2021, tài di chuyển, lẫn trốn tại nhiều địa bàn thuộc các huyện Bảo Thắng, Bát Sát, thị xã Sapa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khi lẫn trốn, tài luôn mang theo hung khí và trộm cắp một số tài sản như xe máy, gia súc, gia cầm của người dân tại các địa bàn lẫn trốn. Đây là đối tượng rất manh động, liều lĩnh, gian xảo, vốn là người vùng cao nên rất thông thạo địa bàn rừng núi săn bắn thú rừng thành thục luôn mang theo hung khí sẵn sàng chống trả khi phát hiện lực lượng chức năng nên nhiều lần các trinh sát vây ráp nhưng chưa bắt được nguồn tin cho biết đến rạng sáng ngày 11 tháng 8, qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát xác định triệu văn tài đang lẩn trốn tại láng của người dân trên đường ở khu vực thôn thẩm pha ngay lập tức các lực lượng phối hợp gồm hơn 150 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an huyện văn bằng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai trại giam hồng ca Công an xã Sơn Thủy chia làm 8 mũi bí mật vây ráp quanh khu vực láng ngay trong đêm. Do bị tập kích bất ngờ, Triệu Văn Tài không kịp trở tay, nhanh chóng bị các lực lượng khống chế bắt giữ. Sau khi bị bắt giữ, công an huyện Văn Bàn đã bàn giao cho trại giam Hồng Ca để tiếp tục xử lý theo quy định. Được biết, việc truy bắt tù nhân Triệu Văn Tài được Bộ Công an chỉ đạo trực tiếp và giao công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng sau khi đã phát lệnh truy nã với người này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.